Jung Jun-young, sự nghiệp huy hoàng đến tù tội vì biến thái. Jung Jun-young sinh năm 1989, được biết đến là một nam ca sĩ, nhạc sĩ, DJ radio và vừa là diễn viên. Là một nghệ sĩ có nhiều tài năng, nhưng anh cũng khá nổi tiếng với lùm xùm đời tư. Sự nghiệp huy hoàng. Jung Jun-young sinh ra trong một gia đình gia giáo có bố là doanh nhân quốc tế. Bản thân Jung Jun-young là người thông minh, thông thạo hai ngoại ngữ Anh và Trung. Anh cũng được đào tạo chuyên sâu về violon và piano, đồng thời đạt đai đen cấp 4 môn võ Taekwondo. Năm 17 tuổi, anh nhận ra niềm đam mê dành cho nhạc rock. Sau nhiều lần thành lập nhóm nhạc tư nhân nhưng đều thất bại, vào năm 2008, anh quyết định tham gia chương trình Superstar K4 và bắt đầu sự nghiệp huy hoàng. Jung Jun-young là cái tên thu hút khán giả yêu thích nhạc rock, trở thành hiện tượng với giới trẻ. Tiếp nối thành công từ Superstar K4, Jung Jun-young được mời tham gia các buổi hòa nhạc, chương trình truyền hình, radio và là gương mặt quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang xe hơi. Các chương trình với lượng người xem cao như We Got Married, Two Days and One Night, I Can See Your Voice đưa Jung Jun-young đến gần hơn với khán giả. Sau khi ký hợp đồng với CJ&M, Jung đã phát hành đĩa đơn đầu tay Spotless My với hai phiên bản video âm nhạc được phát hành, phiên bản N và phiên bản S vào ngày 1 tháng 10. Chỉ một giờ sau khi phát hành, Spotless My đã giành được số 1 trên Mnet, Buzz và Soribada. Jung Jun-young giành được giải thưởng nam nghệ sĩ solo mới cho nghệ sĩ nhạc rock và ca khúc karaoke nổi tiếng nhất trong năm tại giải thưởng K-pop thứ 3 của Gaon Chart. Anh cũng giành được giải ngôi sao của năm tại MBC Entertainment Award và giải thưởng giải trí hàng đầu trong một chương trình tập kỹ tại giải thưởng giải trí KBS. Năm 2015, Jung Jun-young đã ra mắt màn ảnh rộng thông qua một bộ phim hài lãng mạn nhẹ nhàng, Tình yêu dự báo. Jung Jun-young tiếp theo đóng vai chính trong The Lover, bộ phim truyền hình 19 cộng do Mnet phát sóng và có một vai khách mời trong tập 10 của bộ phim truyền hình The Producers với vai Roy Kim là một người chống phàn. Sự nghiệp của Jung Jun-young tiếp tục thăng hoa từ năm 2016 đến năm 2018 với album đơn Sympathy cùng các ca khúc chủ đề như Me and You và đĩa đơn mang tựa đề Vị hôn thê. Các sản phẩm âm nhạc này đều thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ Hàn Quốc và Trung Quốc. Có thông báo rằng, Jung đã được mời tham gia các bài hát chủ đề cho FIFA World Cup 2018 ở Nga. Jung sẽ hát bài hát thứ 3 có tựa đề High Five Republic of Korea trong album có tên We The Rest. Chiêu trò dụ dỗ thiếu nữ quay cảnh nóng. Dân tình từng bất ngờ khi truyền thông và các trang tin tức tại Hàn Quốc xôn xao về vụ kiện về hành vi xâm hại tình ái của Jung Jun-young với người bạn gái cũ. Sau khi sự việc trở nên căng thẳng, thì phía đơn vị quản lý của Jung Jun-young đã lên tiếng phủ nhận thông tin về tin đồn nam ca sĩ này có liên quan đến một vụ xâm hại và cho rằng đó chỉ là hiểu nhầm. Thế nhưng nam ca sĩ này xuất hiện trong cuộc họp báo để trả lời các câu hỏi liên quan đến scandal tại khách sạn Đại sứ Novotel do Sam Dong Seun. Anh cho biết, sau khi được người yêu cũ đồng ý cho quay lại cảnh giường chiếu thì anh mới thực hiện quay. Nhưng cuốn băng này đã được xóa sau đó và những từ như camera ẩn hay quay lén mà cư dân mạng truyền trên mạng là sai sự thật. Tại cuộc họp báo, Jung Jun-young cũng đã đưa ra lời xin lỗi khi gây nên scandal này. Khi cảnh sát vào cuộc điều tra, thì kết luận cuối cùng của tòa án là Jung Jun-young trắng án. Bản tin của MBN tiết lộ thông tin đặc biệt và giải thích vì sao nhiều cô gái đồng ý quan hệ với Jung Jun-young để rồi bị nam ca sĩ ghi lại nhiều hình ảnh riêng tư như vậy. Để có được những video đồi bại đầy sự dung tục ấy, Jung Jun-young đã dùng đi dùng lại một chiêu bài thủ đoạn của mình để thuyết phục họ. Ngủ với anh đi, anh sẽ giúp em debut thành một người nổi tiếng. Do giấc mộng được làm người nổi tiếng quá lớn, nhiều cô gái đã trở thành con mồi ngoan ngoãn của Jung Jun-young. Chính vì điểm yếu đó, nhiều cô gái đã không dám ra mặt tố cáo khi biết mình bị Jung Jun-young quay lén. Khi nhận thức được hành vi biến thái của Jung Jun-young, nhiều cô gái chỉ biết im lặng khóc lóc, đau khổ và sợ hãi. Sau điều tra, Hàn Quốc đã tuyên án cuối cùng với 5 bị can, trong đó Jung Jun-young cùng đồng phạm là ca sĩ Choi Jong-hoon. Theo đó, Choi Jong-hoon bị tòa kết án 5 năm tù giam, Jung Jun-young 6 năm tù giam vì tội danh tấn công xâm hại nạn nhân không có khả năng chống cự. Đồng nghiệp ẩn ý đời sống trụy lạc. Sau khi lùm xùm của Jung Jun-young diễn ra, những câu chuyện trong quá khứ cũng được nhắc lại và netizen nhận ra có rất nhiều người nổi tiếng đã có phát ngôn ám chỉ đến đời sống trụy lạc của Jung Jun-young. Tuy nhiên, thay vì tìm hiểu lý do, khán giả chỉ xem đó như là một hành động gây cười đơn thuần trên sân giải trí mà không biết được một phần sự thật đã được hé lộ từ lâu. Cụ thể, khi xuất hiện cùng với Jung Jun-young, Zico đã hé lộ về chiếc điện thoại vàng chỉ dành để nhắn KakaoTalk của đàn anh với phát ngôn điện thoại anh Jung Jun-young có nhiều thứ hay ho lắm. Chính phát ngôn này cũng khiến Zico gặp nhiều rắc rối vì cho rằng anh cũng là người nằm trong group chat, khiến Zico phải tự đính chính trước tin đồn phỉ báng bản thân, đồng thời cho biết rằng bản thân khi đó chỉ dùng điện thoại của Jung Jun-young để xem danh bạ và đã ngừng liên lạc từ lâu. Thế nhưng netizen vẫn không tin lắm vào lời giải thích của Zico. Mặc dù vậy, người ta nhận ra rằng Zico đã không ngại ám chỉ về đời sống trụy lạc của Jung Jun-young từ tận năm 2016, trước cả thời điểm bê bối quay lén bạn gái cũ của Jung Jun-young.
Ngoài ra, SD đã từng được Jung Jun Young mời đến thăm nhà trên chương trình I Live Alone cùng với anh trai của Yuri SNSD. Trên đường đến nhà hàng dùng bữa, trong lúc Jung Jun Young lái xe, SD Kim đã nhìn ra bên ngoài qua cửa xe rồi nói vu vơ rằng: "Khi tôi gặp một cô gái nào đó, tôi sẽ hỏi rằng cô ấy có quen biết Jung Jun Young không. Nếu có, tôi sẽ xóa số cô ấy ngay lập tức." Nam ca sĩ cũng nói thêm: "Nếu cô gái nào đó biết cậu ta, chắc hẳn nên cẩn trọng." Có vẻ như nam ca sĩ muốn ám chỉ rằng những người con gái có quen biết với Jung Jun Young không ít thì nhiều cũng đều qua tay anh ta, thế nhưng theo một cách nào đó. Bên cạnh đó, trước đây khi Hani tham gia chương trình Salty Tour cùng với Jung Jun Young, trong đó có một khoảnh khắc khi các thành viên tụ họp lại, Jung Jun Young nói rằng lúc nhỏ thường được gọi là đậu phộng, ý chỉ đầu mặt nhỏ, phần dưới to. Và khuôn mặt Hani khi đó, nữ thần tượng đã ngay lập tức vứt hạt đậu xuống, dùng tay đập vỡ nát trước mặt đàn anh. Hani vốn dĩ luôn vui vẻ, hòa đồng và lễ phép với tiền bối, thế nhưng bất ngờ lại có thái độ khinh thường trước câu nói của đàn anh. Điều này cho thấy, có lẽ Hani cũng biết về đời sống trụy lạc của Jung Jun Young. Thế nên ngay lập tức, trước lối nói chuyện khiếm nhã của anh chàng, nhưng cũng chẳng ai để ý đến chi tiết này cho đến khi sự việc của Jung Jun Young nổ ra.